Thưa quý vị, kể từ khi cuộc điều tra công bố những kết quả ban đầu với việc khởi tố bắt tạm giam những nhân vật thuộc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á, rất nhiều giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC của các tỉnh thành trước khi bị bắt đều khẳng định không nhận một đồng nào từ Việt Á. Phải nói quả bơm Việt Á khiến cho nhiều cán bộ như là thiêu thân lao vào đống lửa. Và mới đây, Thanh tra thành phố Cần Thơ đã có thông báo kết luận thanh tra về việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị phòng chống dịch. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ đã có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty cổ phần Việt Á. Hiện đơn vị thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước của CDC Cần Thơ. Theo đó, CDC Cần Thơ đã chỉ định thực hiện gói thầu mà không tham khảo giá thị trường dẫn đến trên lệch giá gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Để xảy ra những hạn chế thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, Hội đồng Khoa học Công nghệ Cơ sở, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia xét thầu và các cá nhân tham mưu thực hiện gói thầu. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá có liên quan của lãnh đạo Sở Tài chính, Phòng thẩm định và cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.